Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Phát. Thì hôm nay cái chủ đề mình muốn nói, mình muốn chia sẻ với anh em, đó là cách trị bệnh và phòng bệnh nấm thối thân cho cá. Cái bệnh thường gặp nhất là cho cá bảy màu guppy. Thì đối với mình, kinh nghiệm nuôi cá của mình cũng chưa cao siêu gì lắm, nhưng mà mình cũng có một số kinh nghiệm gọi là mình rút ra từ bản thân. Đó là kinh nghiệm để phòng trị bệnh nấm cho cá. Thì ngoài cái việc mà phải bắt cá ra khi phát hiện cá bị bệnh á, thì mình còn một số kinh nghiệm như sau. Khi mình phát hiện cá bị bệnh thì thứ nhất, mình sẽ bắt những cá thể cá bị bệnh ra, mình tách riêng ra. Cái thứ hai là mình sẽ chuẩn bị một hồ mới. Và mình chuẩn bị hồ mới để làm chi? Mình sẽ bắt tất cả các cá thể cá ở trong cái hồ bị bệnh ra một cái hồ mới, và mình sẽ rút hết nước. Mình sẽ rút hết nước trong cái hồ cũ ra. Mình sẽ rút hết nước trong cái hồ cũ ra và mình sẽ cho nước mới vô. Nhưng mà với điều kiện á, là nước mới á, là phải là nước sạch. Và sau đó mình đi mua muối nha, mình đi mua muối hột, mình mua thật nhiều muối hột vô. Mình cứ quăng vô trong hồ đó đi. Mình quăng sao cho nước mặn, thật là mặn luôn. Mặn ơi là mặn luôn. Mình ngâm cái hồ đó khoảng cỡ một tuần. Mình thì mình thường để ngâm cái hồ đó một tuần. Sau đó mình rút hết nước ra. Mình cho nước mới vô. Rồi, mình cho nước mới vô thì các bạn có thể thả cá mới vô được rồi đó. Tại vì theo kinh nghiệm mình là muối mặn sẽ làm chết vi khuẩn. Thì kinh nghiệm đó của mình không biết có đúng hay không, nhưng mà mình làm mình thấy hiệu quả. Tỷ lệ sống sót của bầy là trên 80%. Như lúc trước mình cũng có kinh nghiệm xương máu đau thương, là mình đã đi một bầy full gold đang lứa tuổi trưởng thành. Thì mình phát hiện một hai vọc bầy có thể bị nấm. Mình bắt đầu mình làm đủ thứ cách hết. Mình mua thuốc, rồi mình ngâm tới tetracycline, rồi mình làm đủ các kiểu hết. Thì sau một thời gian cá cũng chết hết, mình chả hiểu tại sao. Thì sau này mình mới phát hiện vấn đề là mình phải thả cá, mình phải bắt hết cá trong hồ ra, tại vì trong hồ đã bị nấm rồi. Mình bắt hết ra chỗ khác đi để cho cá nó không có bị truyền nhiễm bệnh tiếp. Thì mình mới bắt cá ra bên ngoài, rồi mình điều trị cho mấy con cá bị bệnh trước. Thì cái tỷ lệ sống của điều trị của cá bị bệnh cũng không có cao lắm, nhưng mà bù lại mình cứu được nguyên bầy. Thì qua mình ví dụ như những bạn nuôi thùng xốp, thì ở đây mình cũng có nuôi thùng xốp. Thì thùng xốp thì đơn giản hơn á, là cái thứ nhất, cái thùng xốp nó diện tích nó nhỏ, mình dễ kiểm soát bệnh. Cái thứ hai á, là cái thùng xốp này mình có thể bỏ cái thùng luôn. Các bạn nghe, bỏ cái thùng luôn nha. Nếu mà cái thùng mà như cái thùng này nè, mình mua 10.000 chứ mấy, thì mình bỏ luôn đâu sao đâu. Mình mua thùng mới, mình nuôi cho chắc ăn. Chứ cá mình cưng, mình thương, mình yêu, mình chiều, mình chuộng, nhưng mà nó bị bệnh, nó chết. Hoặc là những bạn có hơi hướng là bán cá, nuôi cá để bán, thì 10.000 đâu thành vấn đề. Một con cá nó giá trị mà. Đó. Thì đó là cái cách mà mình thường trị bệnh nấm cho cá, và tỷ lệ sống cao, tỷ lệ sống cho nguyên bầy cao. Còn cái tiếp theo á, về việc thay nước, nhiều bạn nói thay nước nhiều á, cá nó khỏe. Thì theo kinh nghiệm của mình á, thay nước nhiều là thay nước nhiều sao? Ví dụ như một tuần thay 3 lần, một lần thay 100% nước, là không ổn rồi. Cái đó là không ổn rồi. Còn nếu như nhiều bạn nói tôi thay từng 3 lần, nhưng mà mỗi lần tôi thay 30% nước, ok, cách đó cực kỳ ok. Vì thay nước mới cho cá nó có nước mới nó sống khỏe hơn. Nhưng mà theo kinh nghiệm bản thân của mình á, thì cái con cá guppy này nè, nó cũng yếu lắm chứ nó không khỏe đâu. Mình thay nước như thế này nè, một tuần, có thể là mình thay nước 30%, nhưng cũng có thể là 2 tuần. Nhưng mà nếu mà 2 tuần á, 2 tuần đến 3 tuần thì mình thay nước toàn là 50% rồi. Mình sẽ chừa cái cặn lại, khi nào mình thấy cái cặn mình rất là nhiều luôn á, mình sẽ thay 100%. Chứ mình không có hút cặn ra nhiều, tại vì
Thì theo kinh nghiệm bản thân của mình à, nuôi như vậy cá nó khỏe đó. Tại vì như, bây giờ mình nói như vậy nhiều bạn sẽ nhảy đông đỏng vô là nói là sai rồi, cách của anh là sai rồi. Nhưng mà mỗi người nuôi theo mỗi cách khác nhau, mình nuôi theo cách của mình, bạn nuôi theo cách của bạn. À, mỗi người nuôi miễn sao con cá nó sống nó khỏe nó lên màu đẹp là ok rồi. Bây giờ nè, nước này mình mới thay hơn 1 tuần thì nước nó rất là trong, tại vì nước nó trong là có nhiều vi sinh, mà vi sinh thì tốt cho cá thôi. Đó. Rồi tiếp theo á, để phòng trị bệnh cho cá, mình cho ăn thức ăn mà mình kiểm soát được. Ví dụ như mình cho ăn thức ăn đa số á, là cho ăn cám thái ha. Còn á, buổi sáng á, mình cho ăn bổ sung thêm là Artemia áp nè. Rồi mình cho ăn bổ sung thêm cái trùng huyết đông lạnh. Cái trùng huyết đông lạnh thì theo kinh nghiệm bản thân mình thì cái trùng huyết đông lạnh này mình cho lúc trước mình cho cá là háng ăn thì mình thấy nó rất là tốt, nó sạch nữa, ít ít có khi nào mà cá bị bệnh sình bụng hay là bị mấy cái bệnh bậy lắm. Còn nhiều bạn thì thích cho ăn bo bo, thích cho ăn trùng chỉ, thì cái bo bo thì mình thấy cảm thấy thì nó sạch, còn cái trùng chỉ thì nó dơ á, dễ bị bệnh lắm. Rồi tiếp theo á, về để phòng trị bệnh cho cá là mình nên có thuốc. Thì sau một thời gian sử dụng thì mình thấy cái thuốc này có hiệu quả này. Cái thuốc này của chị Nga nè. Đó, cái gui này nè. Thì mình cũng thấy nói là mình sử dụng sai liều lượng so với cái liều lượng trên đây chỉ, là chị nói á, là 10 ngày nhiễu một giọt cho 100 lít nước để phòng bệnh cho cá. Nhưng mà mình tuần lễ là mình nhỏ rồi, cứ khoảng tuần lễ là mình canh. Ví dụ như cái hồ này nè, như cái bể này nè, bể này là khoảng cỡ 250-300 lít nước, thì mình cứ nhiễu 2 giọt vô thôi, cứ mỗi cái mình nhiễu giọt 2 giọt, nhiễu giọt 2 giọt. Còn cái phòng trị bệnh cho cá thì còn còn cái phòng trị còn còn cái trị bệnh cho cá thì mình thấy cái này là cũng cũng ngang ngửa với lại muối, với lại xanh methylene hoặc là tetraxilin hay là các kiểu truyền thống lá bàng này nọ thôi, chứ nó cũng không có ấy lắm, nhưng mà được cái phòng bệnh tốt. Giá cái này thì 20.000 đồng một chai, của chị Nga Gopi trên chợ bán, mình mua lần 3 chai xài sắp hết rồi đó. Thì nó có cái mùi, nó có mùi cay cay, cái này nó có cái mùi cay cay giống như kiểu như cồn ấy, nhưng mà mình chả biết nó là gì hết á, nhưng mà nuôi thì được, thấy ổn rồi. Cảm ơn chị đã có một sản phẩm giúp cho chợ cá mình càng ngày càng phát triển hơn nha chị. À, thì bây giờ mình cũng xin nói thêm á, là cái hồ mình nên có sủi oxy nha mấy bạn. Khi mà cái hồ có sủi oxy á thì cá mình cảm nhận á, mình cảm nhận cá mình nó khỏe lắm, lúc nào nó cũng bơi tung ta tung tăng, cái tỷ lệ đạp mái nó cũng tốt hơn, cái tỷ lệ đạp mái nó tốt hơn, và có thể là nó có nhiều oxy để cá nó phát triển nhanh hơn. Cái con mình á, à đây cho mình cho bạn coi cái con của mình. Thì hồ nào mình cũng sủi oxy hết. À, cái con của mình thì cá này 2 tuần mấy 3 tuần rồi, bắt đầu lên màu rồi, bắt đầu lên màu nhiều rồi. Thì mình sủi oxy dù nhiều hay ít đó, cũng không quan trọng, nhưng mà có sủi là được rồi. Sủi cá khỏe, bơi lội tung tăng, ít bị bệnh hơn, cái tỷ lệ mà mình nuôi sống nó cao hơn đó. Bầy bầy một bầy hầu như là tới lúc mà mình xe thì nó hầu như nó không chết con nào hết, nó chỉ chết đó, trong cái khoảng thời gian á là lúc mà 2 tháng rưỡi nha, khoảng cỡ 2 tháng nữa hoặc là 1 tháng nữa, thì cái thời điểm đó con cá nó rất dễ bị bệnh hơn là cái thời điểm này. Thì đó là kinh nghiệm của bản thân mình. Thì bạn nào cảm thấy hay thì like, comment, chia sẻ những cái kinh nghiệm nào mà hay bổ ích cho anh em mình nuôi cá đó, cho anh em mình nuôi cá. Chứ còn mà kinh mình biết rồi, cái mình im im rồi mình tự mình nuôi mình có mình cho, mà dù mà cá mình đẹp mình cũng đâu vui đâu, anh em mình cá chết hoài mình đâu vui đâu. À,
Nhưng mà nói đi qua nói lại là mình cũng đã rút kinh nghiệm từ bản thân quá trời quá đất, tiền thì hao sùm, hao hao phí, vợ con la sùm, vợ không có tiền xài, con không sữa uống. Nói trời anh ơi, anh mua cá không có đồng nào hết, suốt ngày lấy tiền đi mua cá không, rồi cá mua về chết sạch hết, tiền đâu có sữa con uống. Mình cũng cười trừ thôi, giờ mê quá, giờ sao suốt ngày cắm đầu vô mấy con cá này không à. Nhưng mà thấy cá khỏe thì mừng, thấy cá khỏe rất là vui, cá bơi lội tung ta tung tăng, cảm giác nó thật sự rất thư giãn. Rồi vậy thôi nha, chia sẻ kinh nghiệm trị bệnh đến đây là hết rồi. Chúc các bạn nuôi cá thành công. Bye bye, mình là Nguyễn Phát.